Trên xe. Vậy là chúng ta có 13 câu gì? 3 câu gì? 3 câu, có 3 câu từ kỹ, cái đó gọi là 3 câu từ kỹ. Có nghĩa là em tự nhìn thì biết đầu tự hỏi tự trả lời. Thì người ta gọi là tự gì? Tự kỹ. À, tự hỏi tự trả lời. Nhớ nha, giờ em về đây cái đó cho cứ thành theo đúng cái bài này. Là gì? Mở bất kỳ cặp tiền nó lên, xác định giá nằm trên con sóng gì. Cặp tiền đó có số hay gì? Hay không? Con sóng nó kết thúc. Hay chưa? Rồi. Và chúng ta sẽ luyện đi trang thoại. Rồi, thế này bất kỳ cặp nào. Đây xếp lên, đây gì? Đây gì? Đây bọc nha. Rồi, ok, đây bọc. Rồi, ok, rồi, em không thích đi. Đồng tiền chưa biết đọc hết thầy. Hả? Đồng tiền đọc sao? Đây, EU hả thầy? Nếu mà đọc cái thì là đọc tiền EU hả thầy? EU. Người biết đọc mấy đoạn là EU. Còn nếu em đọc mà liền là EUR USD. Còn đọc cái EU được. Thì trong cái file mà hồi nãy giờ mở cái file nha. Mở cái file, mà hồ sơ mình gửi cho em á. Bên cái hồ sơ đó là cái hồ sơ. Cái hồ sáng đau lót để nữa. Cái đầu cơ friend á. Cái phiên à?